Rồi sau đây là một lá trình diện của Hồng Mỹ Lưu. Và con F18 không cần mặt cân bằng. Các bạn có thể nghe thấy tiếng rít của máy bay. Rất là đã. Mất tốc em ơi. Mất tốc Hải ơi, mất tốc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.